Xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Các bác vừa được thưởng thức một bản hòa tấu đàn tranh của ca sĩ nhạc sĩ Giao Công của Trung Quốc đại lục. Trên cái sự thể hiện và trình bày của hệ thống loa bằng gỗ Victor HR99. Đây là sản phẩm đầu tiên về hàng tại Thanh Tâm. Tất nhiên là trước đây thì em cũng đã có giới thiệu tới các bác hai bộ sản phẩm hết số của hãng trong cái dòng premium, đó là Victor HR10000. Còn cái phiên bản thương mại của máy đó là HR99 thì ngày hôm nay mới về hàng. Và tất nhiên rồi, những cái bộ sản phẩm bằng gỗ cao cấp như thế này thì chắc chắn là sẽ có khách đặt hàng trước. Đây là một trong những cái bộ sản phẩm được đặt hàng cho một anh khách ở Hà Nội sau khi mà Thanh Tâm Audio tư vấn cho anh về cái kiểu dáng cũng như là cái chất lượng sản phẩm của Victor bằng gỗ. Loa bằng gỗ nói chung ấy, thì khi mà các bác đang sử dụng mà các bác nghe những cái dòng nhạc như là hòa tấu, vocal hoặc acoustic, nếu mà các bác đổi sang những hệ thống khác thì em nghĩ là các bác sẽ không thể nghe được ngay cũng như thích nghi được với cái chất âm mà đã nghe quen cái hệ thống loa bằng gỗ. Đây là cái khái niệm mà nói chung trong cái dòng loa bé các bác nhá. Còn nếu mà những cái dòng loa to thì em chưa dám gọi là manh động tới. Victor HR99 là một trong những cái phiên bản được sản xuất năm 2020 và đến thời điểm hiện tại thì sản phẩm này vẫn đang được bán mới bên thị trường Nhật với cái mức giá tương đối cao. Bộ sản phẩm này được xách tay về hàng với hình thức khoảng 99% với mức giá là 28 triệu. Kèm chân đế loa cho anh khách đã tin tưởng Thanh Tâm Audio và đặt cọc này cho cái sản phẩm này cho anh. Hệ thống Victor JVC bằng gỗ này sẽ bao gồm một cái đầu ampli và một cặp loa toàn giải bằng gỗ. Và bây giờ xin mời các bác xem những cái điểm thiết kế đổi mới trên dòng sản phẩm bằng gỗ mới nhất của Victor đến thời điểm hiện tại. Và nếu mà bác nào hỏi em đó là Victor HR99 và HR10000 nó khác điểm gì nhau ấy, thì em có thể chia sẻ với các bác luôn, đó là khác nhau ở cái thông tin là premium ở trên mặt máy. Còn về cấu trúc thùng loa, cấu trúc củ loa, chất liệu của ampli và loa thì giống y chang như nhau hết các bác nhé. Bản kia là bản limited, giới hạn số lượng, còn bản này là bản thương mại. Rồi, các bạn sẽ có một cái đầu máy JVC HR9, Victor HR9 thì đúng hơn, được thiết kế theo cái form của những cái phiên bản JVC đã rất thành công, bao với hai cái má gỗ ốp ở hai bên. Các bác có thể nhìn thấy ngay. Rồi, và cái thiết kế mặt trước của ampli thì cũng mang cái hơi hướng cái ngôn ngữ của dòng JVC trước đây, chứ không sử dụng cái ngôn ngữ của AR9 để đưa lên cái phần sản phẩm AR, cái sản phẩm HR99 nữa. Các bác sẽ có một chiếc mặt phai nhôm ampli sẽ rộng khoảng 22 với hai màu gỗ hai bên, và mặt trước là vàng, mặt trước có sẽ có màu sắc là vàng hồng. Và cái điểm cải tiến cũng tương đối hay ở trên cái dòng sản phẩm mới của hãng, đó là cái núm vặn âm lượng của chúng ta thì đã có cái núm vặn không phải là hình quả trứng nữa, nó sẽ không dễ bị cấn móp đó. Ở phía trên chúng ta sẽ có cái module NFC với cái logo của chú chó là người kèn, This Master Voice đó. Ngoài ra cái điểm nâng cấp ở trên ampli HR99 này đó là nó sẽ đọc được USB với định dạng nhạc flagless đó, và sẽ hỗ trợ tích hợp cả Bluetooth không dây các bác nhá, hỗ trợ cả Bluetooth nữa. Còn những cái tính năng như là CD giải mã thì đầy đủ hết. Và tất nhiên rồi, những sản phẩm của Victor JVC thì chắc chắn họ sẽ đưa công nghệ K2 độc quyền của họ lên trên cái sản phẩm của họ. Thời điểm hiện tại thì Kenwood và JVC đã về một tập đoàn và họ đưa cả công nghệ K2 này lên những cái sản phẩm của Kenwood đời mới nữa. Đây là phía trên của ampli, các bác có thể thấy một bộ sản phẩm đẹp đến 99% thì cực đẹp mỹ mãn luôn. Hệ thống dây dẫn đang dùng cho cái hệ thống JVC Victor HR99 này là hệ thống dây dẫn bắp chuối Phai Xích 850.000 một cặp các bác nhé. Phía sau cầu loa của chúng ta sẽ dạng bắp chuối này, rồi chúng ta sẽ có một cái date thông tin sản xuất của Victor HR99 là năm 2020, rất là mới. Ngõ quang để giải mã tín hiệu từ Smart TV và ngõ đồng trục. Ngoài ra chúng ta sẽ có một cái đường line in và một đường line out, hai đường line in, một đường line out, một đường sub out. Phía sau chỉ như thế thôi. Và đây là cái cặp loa toàn giải của chúng ta. Cặp loa toàn giải sẽ có cái căng cũng mạ vàng ở cái viền chrome vàng rất là đẹp. Và cái kích thước của thùng loa, củ loa thì giống y chang những cái phiên bản trước đây, đó là Victor AR7 này, Victor AR9, JVC HR9, JVC HR11 cũng sử dụng chung cái thùng loa này. Tuy nhiên thì theo cái chia sẻ của nhà sản xuất ấy, bên trong cái cấu hình của củ loa này đã là hệ thống côn kép các bác nhé. Hệ thống côn kép ở trên một củ loa này. Và cái phía mặt trước màng gỗ vẫn là 6cm, vẫn là vách ngăn dị hướng đầy đủ hết. Logo của Victor, và phía trên chúng ta sẽ có một cái thông tin, đó là Woodcon được in cái bản laser ở trên này. Cái hệ thống này về rất là hoàn hảo với hệ thống chân đế phụ kiện Victor LS-A3 cho cái hệ thống loa toàn giải màng gỗ của Victor. Rất là đẹp. Đây là về loa bên này, các bác có thể nhìn thấy.
đây là một cái vết cấn nhẹ điểm trừ mà tại sao nó không được 100% mới 100%. Phía sau của cầu loa cũng là jack bắp chuối. Công suất của loa là 50W trở kháng 4 ohm, cũng là thông tin là EXHR99. Đây dường như là cái sự hòa quyện giữa những cái dòng sản phẩm của AR cũng như là dòng JVC-HR. Họ lấy cái tên là Victor nhưng mà họ lại sử dụng cái mã là HR giống với những dòng sản phẩm của JVC, chứ họ đã bỏ cái mã AR rồi. Tại vì sao? Tại vì những cái sản phẩm Victor AR ngày trước của chúng ta thì sẽ là những sản phẩm chạy DVD. Nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ không còn chơi DVD nữa. Cái nguồn phát 4K video ở trên mạng YouTube rất là nhiều. Vì thế những cái đầu phát dàn mini mà đọc đĩa DVD thì thường ở Việt Nam mình cũng như trên toàn thế giới người ta sẽ không còn thịnh hành nữa. Ok. Trên đây là tất cả những cái chia sẻ của Thanh Tâm Audio về cái hệ thống Victor HR99 phiên bản mới nhất của hãng hiện tại. Ngày hôm nay về hàng theo đơn đặt hàng của anh khách hàng. Tất nhiên rồi. Với một cái hệ thống cao cấp như thế này thì em sẽ tư vấn cho khách sử dụng một cặp loa tương xứng. Và cặp loa mà em đề cử đó là cặp dòng loa dây loa Phasic. Phasic bắp chuối, dây này thì 850.000 các bác nhé. Dòng Classic thế hệ thứ 2, Classic MK2 với mức giá là 850.000. Ok, đây là tất cả những cái chia sẻ của Thanh Tâm Audio về Victor HR99, một trong những cái phiên bản hoàn hảo nhất tới thời điểm hiện tại, được nâng cấp cái khả năng chơi nhạc từ Bluetooth cũng như là đọc USB flag lossless các bác nhá. Chắc chắn đổi hàng về cũng sẽ có điều khiển zin các bạn. Điều khiển zin của máy thì em cũng không đánh giá cao về cái chất lượng điều khiển, trông nó cũng hơi rẻ tiền một chút, nó giống với cái dòng sản phẩm JVC dòng S, như S5 chẳng hạn, bằng nhựa các bác nhá. Em ơi, Hà Nội phố, ta còn em mùi hoang lan, ta còn em mùi hoa sữa. Con đường vắng, rì rào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai, tóc xõa vai mềm. Ta còn em cây bàn mồ côi mùa đông, ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông. Mùa đông năm ấy, tiếng dương cầm trong căn nhà đổ, tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân. Ta còn em một màu xanh thời gian, từng chiều phai tóc em bay, chợt nhòa chợt hiện người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường. Ta còn em hàng phố cũ rêu phong, và từng mái ngói sông nghiêng nào nào kỷ niệm. Chiều Hồ Tây lao sao hoài con sóng, chợt hoàng hôn
về từ bao giờ. Còn em cây bàng mồ côi mùa đông, ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông. Mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đổ tan lễ chiều, sao còn vọng tiếng chuông. Ta còn em một màu xanh thời gian, từng chiều phai tóc em bay, chợt nhòa chợt hiện. Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường. Ta còn em hàng phố cũ rêu phong. Các bác vừa được thưởng thức cái bộ dàn Victor HR99 thể hiện những cái dòng nhạc mà đây là những cái dòng nhạc mà đánh giá rất là cao cái khả năng chơi nhạc của cái chính cái sản phẩm đó, vocal và hòa tấu. Bác nào quan tâm tới thiết bị này có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm để đặt hàng. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.